8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
todo mo na yan, Mother Chop. Yan na. Alright, ba tayo dyan, mga chong. Rock and roll to the world. I love you, baby. Macas mo na yan, instant. Alright. Santo B. Mix Club of Ting Le Iloilo.
Rube Santope.
Why kakahog san tupi? Just one.
kakahubsan tupi. Ba't malungkot ang beshi ko? Ashley, look at me. But once I throw on this down, go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' win, but I know that you won't save. Once I throw on this down, go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' win, but I know that you won't save. Do up, 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 do up. My friend, forever young, I wanna be forever young. Put your record on, tell me your favorite song. Feel the love head at your head. Ashley, look at me. But once I throw on this down, go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' win, but I know that you won't save. Do up, 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 do up. My friend, forever young, I wanna be forever young. Ashley, look at me. But once I throw on this down, go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' win, but I know that you won't save. Do up, 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 do up. My friend, forever young, I wanna be forever young. Your head.
Năm
mới. Thì con xin còn dịch tiếp theo là cảm ơn cảm ơn hội đồng phục vụ và kết quả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua, và sau nữa thì xin gửi tiền cho chúng con để giúp đỡ chúng con, thì chúng con làm tốt công việc. Thì chúng ta bây giờ thì chúng con chưa làm ra được, chúng chưa biết được là sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể những điều kiện quả nhiên được phải làm. Thì con cũng giảm thời gian, con cũng bỏ được gian, con chỉ mong vậy thôi. Cách hội đồng phục vụ, nếu mà không có trai lang thì các cái việc khác để bảo vệ an ninh trật tự tất cả vấn đề, cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng. Mà các anh cũng nên yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu. Thì tôi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này thiệt thòi kinh tế gì chưa? Mặc dù là anh cũng nhìn cho giáo sư rất nhiều, nhưng mà thấy anh cũng béo ra đẹp lắm, tất cả nó đều tốt cả. Nên là anh em cứ mạnh dạn, chúng tôi cũng sẽ đứng sau các anh. Và để lặn hoa rồi anh Sơn là những người đi trước, họ cũng không bỏ ta đâu, họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy, trong đó là đồng viên, trong đó là cầu cách này cách khác. Cho nên là mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa, tức là nhờ anh Nghĩa, anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận tiệc. Một lần nữa xin cảm ơn, và chúng ta sẽ hẹn một ngày, khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó, các cái đầu trái này của văn lang trai lang cũ và trai lang mới giao nhiệm vụ, đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin trai lang khóa hai tiếp tục trực cộng trong vài đêm nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành. Chắc có lẽ các anh bỏ ra quá thời gian, nhưng mà một vài đêm cũng cả sáng cả không, đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. Xin bắt tay vòng nữa. Bây giờ hội nghị có những